Dạ lắm được. Xin kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay là anh chị em lên nhiều sản phẩm đặc biệt lạ nha anh chị. Anh chị siêu tầm món này, anh chị cứ nhắn qua bên em Zalo, anh chị em có niêm yết trên kênh rồi nha, 0935245244 nha anh chị. Và anh chị nhớ đăng ký kênh nha anh chị, cho share cho em một like nha anh chị. Bên em là ship toàn quốc, bao bể mẻ nha anh chị. Đấy. Rồi hôm nay em sẽ lên những cái dĩa anh chị nha. Cái này là dĩa lam xanh nha chị, lam xanh. Bộ này em có là 3, 6, 8 chiếc nha chị. Đó, bộ này em có tổng là 8 chiếc nha. Đấy, 8 chiếc. Đường kính là 13.5 nha chị, 8 chiếc đường kính 13.5. Đấy. Truyền ký đầy đủ nha anh chị, truyền ký đầy đủ luôn. 8 chiếc 10, 8 chiếc nha anh chị, truyền ký đầy đủ. Rồi 8 chiếc này hàng. Rồi em bán hết bộ này nha chị, 130k nha. B 130k. B 18 nha chị, B 18 130k. B 18 130k. 8 chiếc nha chị, 8 chiếc nha. Rồi cái này là bình nha anh chị, cái này là bình. Bình này là anh chị, cái này là bình trà họa tiết hoa trà nha anh chị, hoa trà nha. Đấy, hoa trà. Này là có truyện trong nắp nha anh chị. Lọc là lọc tổ âm nha, lọc tổ âm. Có truyện trong nắp, lọc tổ âm. Đấy. Dung tích bình là 350ml nha anh chị, 350ml. Miệng là 7 nha anh chị và cao là 8 nha, 350ml. Bình này 300k nha anh chị, 300k. B19. 300k nha anh chị, B19 nha. À, 300k B19. Đây là cũng dòng dĩa lam nha anh chị. À cái này là dĩa này không có truyền anh chị nha. Đó. Đây là không có truyền. 2 3 4 5 6 anh chị. Cái này em có tổng là 6 chiếc nha anh chị, tổng là 6 chiếc. Đấy. Đường kính dĩa là 14 nha anh chị. Đấy, đường kính dĩa là 14. Không có truyền. 2 4 6 8 chiếc nha anh chị, em có 8 chiếc. Đấy. 140k nha anh chị, 140k 8 chiếc nha. B20 nha anh chị, B20 140k 8 chiếc B20. B20 nha anh chị, 140k B20. Rồi nha anh chị, cái này là một cái bình trà nha anh chị. Bình trà này là bình trà chuột nha anh chị. Bình này là bình trà chuột nha. Họa tiết là cái này là có truyền ký đầy đủ anh chị. Đấy, có truyền ký đầy đủ. Lọc, lọc là lọc tổ ong anh chị nha, lọc tổ ong. 200k cái bình trà anh chị. Dung tích là 250ml, 200k cái bình trà con chuột. 200k. B21 nha anh chị. B21 200k. B21 200k. Rồi cái này là hũ trà nha anh chị, cái này là hũ trà cô gái nha anh chị, hũ trà cô gái. Đường kính miệng là 8.5 và cao 13 nha anh chị, cao 13 và cao lên tới nắp là 14 nha anh chị, cao lên tới nắp là 14. Rồi cái này 250k nha anh chị, 250k.
B22 nha chị, 250k B22. Uống trà nha chị, B22. Chị cái này có một cặp thủy ly thủy tinh nha chị, một cặp ly thủy tinh. Một cặp nha chị, cao ly cao nha, ly đế cao. Chị một cặp ly đế cao nha chị ơi. Đường kính miệng là 6 nha chị và cao là 22 nha chị, miệng 6 cao 22. Một cặp nha chị đấy, em có một cặp đẹp này, 120k một cặp nha chị nha. Ly đế cao. 120k một cặp anh chị. Đấy, anh chị nhìn này, cái ly này đẹp nha anh chị, bầu nha. Dòng ly nhỏ thì rất là nhiều, dòng ly này rất là ít nha anh chị. B23 120k cặp nha anh chị. Rồi em lên một cái dĩa tùng cò nha anh chị. Đây là dĩa tùng cò. Dĩa này là đường kính 34 nha anh chị. Đấy, và cao dĩa là 4. Đường kính 34, cao dĩa là 4. Có truyền ký đầy đủ nha anh chị. Đấy, đây là hàng giang tay. Rồi 350k cái dĩa này, 350k chốt cho em mã B24. B24 nha anh chị, B24, 350k, B24. Chị nha, cái này là tùng cò có, họ truyền ký đầy đủ luôn nha anh chị, truyền ký đầy đủ luôn. B34 nha, B24 nha anh chị, B24, 350k. Rồi em lên tiếp anh chị nha. Cái này là một cái dĩa thỏ nha. Cái này là dĩa thỏ. Viền là viền vàng nha anh chị, viền vàng nha. Dĩa thỏ viền vàng. Đường kính dĩa là 26 nha anh chị và đều là có truyền ký đầy đủ luôn. Dĩa này 220k nha anh chị, 220k. B25 anh chị nha, B25 220k. B25. Anh đưa cái bình xanh cô ba nó tủ rồi. Dĩa thỏ anh gác lên, gác lấy đi. Anh gác còn những cái số bình đó. Anh gác còn những cái số bình chưa. Cầm cái bình này bỏ trên tủ luôn đi. Còn có bỏ anh gác. Anh chị cái này là cô gái nha anh chị. Cái này là cô gái họa tiết là ngựa nha anh chị và hoa nha. Đấy. Đường kính cô này là 21 nha anh chị, cô này là 21. Cao là 21.5. Và ngang là 16 nha anh chị. Ngang 16 nha. Cái này cô này là 600k nha chị, hôm nay em sale 600k. B24 nha anh chị, 600k B24. 600k B24 nha anh chị đây. Rồi cái này là một cái bình trà nha anh chị. Bình này là không có truyện nha anh chị. Bình này không có truyện lập tổ ong. Dung tích bình là 300ml. Miệng bình là 6 và cao bình là 7 nha anh chị. Miệng 6 cao 7. Đó. Rồi cái bình này em bán cho anh chị là 170k nha anh chị, 170k. B25 nha anh chị, 170k B25. Rồi anh chị, cái này là một cái bình đá nha anh chị. Đây là bình đá nha. Bình đá mà rất là nặng. Mà anh chị, những cái dòng đá nguyên khối này, em bán chị nguyên khối này nó có xước nha chị, nó có vết xước nha. Đấy, về là chung với là cái công hàng tấn nha chị, thì nó có những vết xước toàn bộ. Nói chung là bình đá nhưng mà có vết xước em báo rồi nha chị. Đấy,
Đường kính là 12 nha anh chị, và cao 35 nha. 12 cao là 35. Vòng bụng là 50 nha anh chị đó. Vòng bụng là 50. Bên này nặng anh chị nha, nặng là 3,5 kg nha anh chị, 3 kg, nặng là gần 3,5 kg, 3,5 kg. Rồi cái bình này anh chị, bình này là em bán anh chị nè, bình này đá nguyên khối nha anh chị, đá nguyên khối nè. Đấy, để mua về làm thủ công lại nha, đá nguyên khối. Cái bình này em bán 800k nha anh chị, 800k cái bình này. B27 nha anh chị, 800k B27. 800 nha anh chị, B27 nha. Rồi em lên một cái cặp anh chị nha, một cặp chế. Cặp chế nha anh chị, đấy cái này là cặp chế nha. Chế này là miệng là 8.5 nha anh chị, và cao là 18 nha. 8.5 cao 18. Rồi cái này chế anh chị, mỗi chế này là 300k một chế nha anh chị. Chế này là 300k một chế. B27 nha anh chị, B27 nha. B27. Anh chị nha, cái này là họa tiết vẽ anh chị nha. Này là họa tiết vẽ hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn nha anh chị. Hoa mẫu đơn. Cái này là chim chị nha anh chị. Đấy, chim công nha anh chị, và cái này là có truyện ký đầy đủ luôn. Đó, 300k một chế nha anh chị. Một cặp này là 600. B27 nha anh chị, B27. Rồi nha anh chị, cái này là dĩa xanh coban nha anh chị, dĩa xanh coban. Bộ này em có 5 set trà nha anh chị, xanh coban nha. Cái này là hàng Âu nha anh chị, cái này là hàng của Pháp. Tuy rằng anh chị cái này là của Pháp nhưng mà không có ký hiệu nha anh chị, không có ký hiệu nha. Đấy. Học lên cái nào lên xếp là một, lên xếp thôi đừng có lên nhiều. Rồi cái này là xếp, này là đường kính 15 nha anh chị, dĩa này đường kính 15, còn cái ly đường kính là 6, cao ly là 6.5 nha anh chị. Đó, nguyên một xếp này. Đấy, 450k nha anh chị, 5 xếp này là 450k. Năm xếp nha anh chị, B28 nha anh chị, B28, 450k năm xếp nha anh chị, B28 nha. Đấy, anh chị nhìn viền vàng toàn bộ hết nha anh chị. Họa tiết này cũng vẽ vàng, cái này là của Pháp, tuy rằng mà hàng này không có truyện nha. 450k. B28 nha anh chị, B28. Xếp nha anh chị, cái này em có 5 xếp, B28 5 xếp.
Rồi em lên cái ly anh chị nha. Cái này ly, ly này là ly nho nha anh chị. Cái ly này em có số lượng nha. Rồi cái ly này anh chị, ly này là đường kính 10 nha anh chị. Và cao ly là 5 nha. Miệng 10 cao 5. Có truyền ký đầy đủ nha anh chị. Đã có truyền ký đầy đủ, miệng 10 cao 5. Cái này em có số lượng 10 chiếc anh chị nha. Nứt hết bể nè. Em lâu bán tủ. Rồi 20k một chiếc nha anh chị. 20k một chiếc B29. 20k một chiếc nha anh chị, B29 nha. B29. Anh chị cái này là quả nho nha anh chị, đều là có truyền ký đầy đủ nha. Đó, B29. 20k một chiếc. Rồi nha anh chị, cái này em có 4 cái set nha anh chị. Em có là 3 set trà nha. Ở toàn bộ là anh chị đây. Ba set trà nha anh chị, với là em có 4 cái ly với là 3 dĩa nha anh chị, 4 ly 3 dĩa. Đường kính là 17 nha anh chị. Đó, cái này là đường kính 17. Có pha nhẹ nha anh chị, vì là những cái hoa này là hoa tiết bạc nha. Nó có pha nhẹ, nói chung cũng không đáng kể nha anh chị đây. Rồi ly là đường kính là 8. Cao ly là miệng 8, cao 8 nha anh chị. Em có 1 set, 2 set, 3 set nha. Và hiện tại em dư cái ly. Rồi anh chị, bộ này là 3 set. Đó, em có 3 set với là 1 dĩa. Rồi em bán hết bộ này anh chị nha. Hết bộ này là 260k nha anh chị, 260k. B30 nha anh chị, B30. 260k B30. Thố nắp anh chị nha, thố nắp có truyền ký đầy đủ anh chị, có truyền ký đầy đủ luôn. Đường kính 12 và cao là 8. Đấy. 12 cao là 8 nha anh chị. Thố này là 1 chị, 12 cao là 8. Cặp này là 220k một cặp nha anh chị, 220k. B31 nha anh chị, B31 nha. Đấy, 32 220k một cặp B31. Kiếm đi kiếm lại rất là lâu, không được, mất thời gian, không được cái gì hết. Rồi, rồi còn vòng vòng thiếu hàng lên, thiếu hàng xuống. Chiều nói sao? Dạ. Anh nói tiếp nữa anh lên, chưa lên. Ông vàng.
đánh thùng sẵn đi, đánh thùng sẵn cho ông lên đi. Rồi nha chị, cái này là họa tiết là vẽ tay toàn bộ nha chị, hoa nha. Đấy, đây là dòng vẽ toàn bộ nha chị, và hoa mẫu đơn, hoa đào nha chị, và những cái này chị một cặp diêm lên chị nha. Đây, thiệt trời là gì? Có những cái chị nha. Đấy. Và cái này là cũng đều là có truyện ký đầy đủ luôn. Cái bình này miệng là 8 nha anh chị, và cao là 26 nha anh chị, cao là 26, miệng 8 cao là 26, vòng bụng là 54 nha anh chị, vòng bụng là 54. Đây, họa tiết hoa mẫu đơn, hoa đào nha anh chị. Và nhìn cái này là một con, cái này anh chị, có này là con chim hay là con vịt gì đó, vịt trời hay là gì đó anh chị nha. Rồi, cái bình này em bán cho anh chị với giá là 900k nha anh chị, 900k cái bình, 900k nha chị, B32. Cái bình nha chị, B32 nha. Miệng là 8.5 chứ không phải 8 chị, cao 26, vòng bụng là 50. Cái này mình lại hơi cao nha chị, vòng bụng này 50. 55 nha chị, đấy, 900k cái bình. B32 nha chị, B32. Lên cái kia nè. Rồi tiếp anh chị nha, cái này tiếp một cái bình này nữa. Bình này là viền, là viền. Viền là viền vàng nha anh chị. Đấy, viền vàng nha. Miệng bình là 13 nha anh chị, cao bình là 23. Đó, cao bình là 23. Vòng bụng là 82 nha anh chị, vòng bụng là 82 cái bình nha. Vòng bụng là 82, có truyện ký đầy đủ luôn. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Cái bình này em bán anh chị với giá là 1 triệu nha anh chị, 1 triệu cái bình. B33 nha anh chị, 1 triệu B33. Một, hai, đây, ba, bốn anh chị nha. Cái này là 5, cái này là 6, 7, 8. Cái này tổng em có 8 chiếc anh chị nha. 8 chiếc này không có truyện. 8 chiếc không có truyện nha anh chị. Đường kính 12, cao là 2.5 anh chị nha. Cao là 2.5. Rồi cái này anh chị, 8 chiếc này nha anh chị. Đấy. 120k. 120k 8 chiếc nha anh chị. B34. Hộp là ăn chục á, mà biết có bể hay không. K anh chị, B34. Tôi coi thử, tôi coi thử. Nếu có rột rột, không rột là thâu gói luôn đi. Gói luôn đi. B34 nha anh chị, 120k B34. Không sao đâu gói. Cái này 1 nha chị, cái này là 2 nha. Đây là 3 4 5 6 7 8 nha chị. Có truyền ký đầy đủ, cái này tổng là 8 chiếc nha chị, tổng là 8 chiếc. Đường kính 13 nha anh chị, đường kính 13. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Đấy, 8 chiếc đường kính 13, truyện ký đầy đủ luôn. 140k nha anh chị. 140k bộ này hết, bộ này đẹp luôn. Anh chị, B35. B35 nha anh chị, 140k B35. Rồi cái này là một cái bình trà hai lớp nha anh chị, một bình trà hai lớp.
Miệng là 5 anh chị nha, cao là 15 nha, miệng 5 cao 15. Bên này là 380k nha chị, 380k B36 nha. 380k B36. B36 nha chị, 380k B36. Rồi nha chị, cái này là dĩa vuông nha, đó là dĩa vuông. Dĩa vuông nha chị, cái này em có 3 chiếc nha. Đó. Cái này là có truyền ký đầy đủ dòng dĩa vuông lam xưa nha chị, cái này em có 3 chiếc nha. Đường kính 14 nha chị. Đấy. Đường kính 14. Đường kính 14, 50k một chiếc nha anh chị, 50k một chiếc. B37 nha anh chị, 50k một chiếc B37. B37 50k một chiếc. Này là dĩa Âu nha chị, đó nguyên một cái bộ dĩa Âu. Gì? Đó chị nha. Bộ này em có gồm 5 chiếc nha chị, gồm 5 chiếc nha. Đấy, gồm 5 chiếc anh chị. Năm chiếc này là họa tiết là anh chị, cái này là dĩa Âu nha anh chị, đây dĩa Âu. Đấy, 5 chiếc anh chị, đó, dĩa Âu rất là mê luôn nha. Đường kính dĩa là 24 nha anh chị, và cao dĩa là 2 nha. Không có Âu, hoặc dĩa Âu luôn nha anh chị. Cái này là không có truyền mà chắc chắn là Âu nha. Rồi, 5 chiếc này 6. 5 chiếc nha anh chị, 5 chiếc này là 600k. 5 chiếc 600k nha anh chị, B38 nha anh chị, B38, 5 chiếc 600k, B38. Rồi cái này chị đây. Đây là một cái bình nha chị, bình này là bình nào. Chị bình này là bình xưa nha chị đấy, bình xưa vẽ nhà, vẽ ứng dụng hòa tiết vàng nha. Và cái này là vẽ cây trúc anh chị nha. Bình này là xưa, đường kính 4, cao là 18 nha chị. Bình này là 120k. 120k nha chị, B39. 120k B39 anh chị. Rồi cái này là một cặp phu thê. Đó anh chị, cái này là một cặp phu thê nha. Đấy, một chiếc là anh chị chuyện thì giống nhau nha. Và một chiếc là màu hồng và một chiếc là màu xanh. Hai chiếc đều là họa tiết hoa hết toàn bộ. Ly là đường kính 7 và cao ly là 10. Còn chiếc này đường kính là 6.5, cao ly là 7. Một cặp phu thê anh chị nha. Cặp này 80k, cái này là cặp 1 nha anh chị, 80k. Chốt em mã B40 nha anh chị. Đó, hôm nay em like tới này nha anh chị. Thôi em xin phép chào cô chú và anh chị nha anh chị. Cảm ơn anh chị đã ủng hộ và đăng ký. Mong anh chị nha anh chị đăng ký kênh nha anh chị, để lúc mà em sẽ cho em một like nha anh chị. Thích cho em một like thích nha anh chị. Và anh chị mong anh chị chia sẻ nha anh chị. Và để lúc mà em sẽ lên những cái video trực tiếp anh chị nha, nó sẽ thông báo với anh chị. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị nha.